nhánh gì? Nhánh cái gì ta, hỏi mấy biện pháp phòng tránh. Rồi, rất là cảm ơn Phát rất hợp tác về những câu hỏi mà fan bạn đề ra, mà Mẹo Ly nghĩ cái nó cũng hơi hơi cũng không dễ nuốt cho Không lòng. phải là hơi. Và phần sau cùng là phần ly kỳ nhất, là cuộc gọi thần thánh. Nó sẽ gọi cho một người bạn, người anh em thiện lành nào đó của mình để lừa một cái điều vô lý hết sức mà người ta tin là có lý hết sức, thì bạn được ra về. Là phải gọi điện thoại hả? Đúng rồi, phải gọi điện thoại đó. Trong số Gọi những người anh em thiện lành của bạn, bạn hãy lấy ra một người nào đó rất là dễ tin và dễ dụ. thấy có ai vậy tên giới vụ đâu từ mình Vậy thì bạn suy nghĩ đi. Lỡ chơi với những người toàn những người là kiểu như là đầu lắc không kêu nữa, sạn quá nhiều, sạn quá nhiều nhiều rồi thì ra. sao? Bây giờ gọi biết nó có tỉnh chưa nữa kìa. Bây giờ bây giờ ai mày bây giờ gọi là nói gì, anh biết nó lựa cái nói điều cái gì gì cũng được hả? rồi. Bây giờ Phát sẽ gọi xong luôn đúng không? Xong luôn trước hả? Xong lưng mà Rồi, chắc để tí các bạn có bắt máy không nè, các bạn hồi dương chưa đã? biết nó có nghe phải rồi. Hello Luân, bữa giờ sao rồi ba? Ngon vậy? Đang nhà hả? Ê, tao hỏi với mày xíu coi. Bây giờ mới quen con bé kia mà chắc mày cũng biết á. Tên gì? Mà bây giờ nó biết mày nữa kìa. Quen 6 7 tháng nay rồi bây giờ nó bảo là nó cũng biết mày nữa kìa. Tên gì? Chút xíu để tao nói tên sau, nhưng mà tao hỏi nè, thường á mày mấy cái biện pháp phòng tránh của mày là như nào là hiệu quả nhất vậy? Nhánh gì? Nhánh cái gì tao hỏi mấy biện pháp phòng tránh. Gì Ra bao thôi. hiệu gì? Gì sẽ được. Ủa chứ mày không có coi kỹ, tao thấy có mấy cái nó không có chất lượng á. Không sao đâu. Ê, rồi nó nghe nè. Vậy là cái đó là được đúng không? Rồi chút xíu tao chạy qua mày nha. Còn cái nào Còn cái gì? không? Thì cái đó đó mày mới nói cho tao đó. Nè. Ok, để chưa chạy qua lấy nha. Rồi lên tivi coi mày đi. Nè. Nhưng mà ở khía cạnh nào đó mình sẽ tuyên dương thanh niên này là biết bảo vệ bản thân. Bảo vệ bản thân đúng không? Người ta Đúng gọi là rồi, kiểu như là biết bảo vệ mình mới bảo vệ người. đúng rồi, thì đó là cái họ ý thức tốt đúng Và không, không xong để nước tới luôn chân mới nhảy. xong luôn cảm thấy rất là cái câu chuyện này rất là hợp lý và trở nên rất là chân thành, không có dấu hiệu gì mà diễn xuất trong đây hết. Thì Ellie lật ngược lại, Ellie có hỏi là có phải là bình thường là Phát cũng hay hỏi những câu hỏi tương tự này không nhỉ? Không phải, chắc có lẽ là nó đang ngủ đó, nó trả lời cho qua cho xong để nó ngủ tiếp đó, thì cho nên là mới nói là chút xíu qua mà nghe. Đó có nghĩa là Ok, qua lựa cái bột rổ mình đó kìa. có nghĩa là qua đi rồi có gì nói tiếp kiểu vậy đó, đang ngủ đó. Ok, cảm ơn Lưu Bạn Phát đã nhận lời tham gia chương trình. Và khán giả ơi, hãy nhớ lần sóng chương trình vào 20 giờ thứ hàng tuần trên trang thanh niên.vn, tham gia thanh niên cũng như là YouTube IGTV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.